Xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Hẳn là bây giờ các bạn đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay trên tay Mây lại có một hộp quà to bự như thế này, đúng không nào? Thì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ tới với 20 tháng 10, ngày để tôn vinh phái đẹp. Hẳn là bây giờ các chàng trai đang đắn đo suy nghĩ là không biết nên lựa chọn một món quà như thế nào để dành tặng cho người thương của mình, đúng không? Thì video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho bạn 10 mẫu đồng hồ nữ nổi bật nhất, giúp các bạn có thêm một sự tham khảo nữa cho món quà của mình. Và làm sao để chúng ta có một hộp quà to bự như trên tay Mây? Thì nhằm hưởng ứng bầu không khí tôn vinh với mong muốn là mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, thì Đồng Hồ Hải Triều nhân dịp này cũng có một chương trình dành cho khách hàng của mình, là khi mà các bạn mua sắm trực tiếp tại các showroom của Đồng Hồ Hải Triều từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 thì chúng ta sẽ được miễn phí gói quà cùng với thiệp 20 tháng 10 này. Bên cạnh đó thì sẽ được giảm giá 89% hộp quà với đơn hàng có đồng hồ nữ. Điều này thì lại chỉ áp dụng tại các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tuy nhiên mình nghĩ khi mà các chị em phụ nữ nào nhận được một hộp quà sang xịn mịn như thế này sẽ vô cùng thích thú. Một năm thì chỉ có một lần mà, nhân cơ hội này thì các anh chàng đã có thêm một dịp nữa để thể hiện và gắn kết hơn với những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Nào bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với mẫu đồng hồ đầu tiên ngay sau đây nhé. Mẫu đồng hồ đầu tiên là Fossil ES4673 với mức giá là 3.480.000 đồng. Đây là một trong những mẫu đồng hồ có thiết kế tinh xảo cùng với vẻ đẹp thời trang, sẽ là một sự lựa chọn dành cho các quý cô hiện đại. Chúng ta sẽ có một đường kính mặt số là 30 và dày 7mm. Với tông màu xanh bắt mắt giúp cho Fossil ES4673 nổi bật hơn. Bên cạnh đó thì hai bông hoa được chạm khắc nổi trên mặt số, mang lại một nét đẹp dịu dàng và chắc chắn là sẽ khiến cho trái tim của các nàng phải xao xuyến. Kết hợp với đó là chúng ta sẽ có một phần cọc số và bộ kim thanh mảnh lại càng tô thêm nét đẹp nữ tính. Không chỉ vậy thì mẫu đồng hồ này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ khi mà trám một lớp nền xà cừ. Bên cạnh đó là cách phối màu hài hòa, sự phân bổ đậm nhạt tạo nên một tổng thể đồng nhất. Với phần khung nghiền được hoàn thiện từ chất liệu thép không gỉ 316L, mặt kính sử dụng chất liệu mineral crystal kết hợp với công nghệ mạ vàng PVD đã giúp sản phẩm nâng tầm sang trọng và thăng lịch. Có thể thấy từng góc cạnh được Fossil bao tròn trơn nhẵn tạo nên một mặt số có phần uyển chuyển hơn. Mẫu đồng hồ thứ hai là Saga 53555 SVMW SV2 với mức giá là 5.244.000 đồng. Đây là mẫu đồng hồ dành cho ai là fan của thiết kế đính đá, một trong những phong cách sành điệu đến từ đất nước Mỹ. Chi tiết hơn về mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có xà cừ được khảm toàn bộ trên mặt đồng hồ để mang đến một hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Khi di chuyển mặt xà cừ thì ở từng vị trí khác nhau, màu sắc cũng sẽ thay đổi theo từng góc nhìn. Bên cạnh là sự xuất hiện của 4 viên đá pha lê trên mặt đồng hồ, tại góc 4 giờ chỉ giờ là 3, 6, 9 và 12. Theo thông tin hãng đưa ra thì đây là đá chính hãng Swarovski, sử dụng mặt kính cứng mineral crystal. Với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sử dụng dây đeo dạng lắc tay rất là đặc biệt, kèm theo đó là hàng loạt các viên pha lê Swarovski chính hãng, giúp mang đến nhiều kiểu dáng sang trọng và khả năng tán sắc ánh sáng cực kỳ tốt. Đậm phong cách thời trang đến từ đất nước Mỹ, nhưng bên trong mẫu đồng hồ này lại sử dụng bộ máy của Thụy Sĩ. Tuy rằng không được trang bị quá nhiều tính năng đặc biệt cho người dùng, nhưng Saga đã tập trung mạnh vào thiết kế thời trang, mức độ hoàn thiện từng chi tiết nhỏ và chất lượng của bộ máy. Về khả năng chịu nước thì vẫn đảm bảo ở mức cơ bản là 3 ATM, đủ để chúng ta có thể đi mưa nhẹ. Mẫu đồng hồ thứ ba là Forte All Love với mức giá là 15.500.000 đồng. Không đơn giản nhưng cũng chẳng quá cầu kỳ, chiếc đồng hồ này đã chinh phục được người dùng bởi thiết kế độc đáo, ấn tượng với nàng vũ công đang trình diễn điệu múa Forte huyền thoại, được lấy ý tưởng trong vở Hồ Thị Nga. Váy búp bê vũ công đính 12 viên pha lê Swarovski, viền đính thêm 76 viên pha lê nữa. Với độ cứng cao, hiệu ánh sáng đẹp mắt đã giúp mang đến cho mẫu đồng hồ này sự sang trọng đẳng cấp dành cho các quý cô. Mặt đồng hồ khảm xà cừ, loại vật liệu được khai thác từ thiên nhiên. Với dây đeo thì hãng sử dụng dây da đồng hồ của thương hiệu Hertz, da thật 100%, có phủ lớp satin mềm mại, cực kỳ an toàn. Với mặt kính thì tất cả các đồng hồ ba lê của Forte đều có chung một đặc điểm nhận diện là mặt kính cong vòm, khác biệt, bạn sẽ không lo đụng hàng với bất kỳ một thương hiệu nào khác. Riêng việc làm quà tặng thì mẫu đồng hồ này là một gợi ý không thể bỏ qua khi mà hãng đã trang bị thêm một hộp đồng hồ đi kèm khá là đặc biệt. Đây là một hộp nhạc cơ với khả năng phát nhạc sau khi mà vặn nút bên dưới đồng hồ rất là độc đáo. Mẫu đồng hồ thứ tư là Saga 53766 GP ZM WH2 với mức giá là 6.384.000 đồng. Một mẫu đồng hồ cực kỳ bắt mắt và sẽ thực sự phù hợp với các cô nàng bánh bèo sang chảnh khi mà có thiết kế mặt đồng hồ được khảm xà cừ, đính đá pha lê Swarovski là điểm nhấn nổi bật với tính thời trang rất cao. Ở vị trí 12 giờ thì chúng ta sẽ có một viên đá rất to có thể chuyển động một cách vô cùng độc đáo. Thêm một điểm khác biệt nữa là chúng ta sẽ có một mặt đồng hồ nhỏ nằm lệch phía bên dưới để xem giờ với hai kim nhỏ tinh tế. Phần viên lại tiếp tục được sử dụng những viên đá pha lê Swarovski kết hợp với màu vàng hồng của khung nghiền, một sự kết hợp đẹp mắt hài hòa.
Mẫu đồng hồ này thì các nàng có thể mang đi tiệc tùng cùng với những bộ cánh lộng lẫy hay là cà phê cùng bạn bè cũng rất nổi bật. Chúng ta sẽ có một đường kính mã số là 39mm, dày 7mm sẽ là một sự lựa chọn đáng giá dành cho các cô nàng đấy. Mẫu đồng hồ thứ 5 là Daniel Wellington DW00100435 với mức giá là 3.900.000 đồng. Một sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của DW có tên là Quadro. Với phong cách thiết kế vuông góc cạnh đầu tiên, chúng ta sẽ có 13 mẫu đồng hồ khác nhau nằm trong bộ sưu tập này. Các tông màu chính là trắng, đen và xanh lục cùng với hai kiểu dây đeo dạng lưới và dây da. Đến với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một đường kính mặt số là 20-26 dày 6mm, khả năng chống nước là 3 ATM. Mặt kính thì sử dụng chất liệu là kính cứng kết hợp với phần niềng là thép không gỉ 316L. Đồng hồ sẽ có một thiết kế mặt số đơn giản với hai kim giờ phút và cọc số thanh mảnh. Giá đồng hồ này sẽ rất là phù hợp với bạn nào có cổ tay nhỏ tròn. Mà đồng hồ chữ nhật còn mang lại một cảm giác phong cách vintage dành cho bạn nào yêu thích sự cổ điển. Với sự hoàn thiện tuyệt đối với lớp màu rực rỡ và lấp lánh trên dây lưới và những chi tiết cầu kỳ hoàn hảo trên dây da, sự thanh lịch cá tính là nét thu hút ấn tượng ở mọi outfit của các cô nàng. Mẫu đồng hồ thứ 6 đến từ thương hiệu Dosa với số mã là D215SWH với mức giá là 47.540.000 đồng. Mẫu đồng hồ này được ví von như một kiệt tác nghệ thuật, mỗi đặc điểm bên trong đều được chế tác cầu kỳ từ những chất liệu đắt đỏ để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện nhất. Đầu tiên về phần mặt số thì chúng ta sẽ được hàm xà cừ ánh xám. Sự xuất hiện của chất liệu này đem lại một mặt số hiệu ứng óng ánh ở nhiều góc độ khác nhau, sẽ đem lại những hiệu ứng màu sắc khác nhau. Vạch số được sắp xếp bởi những viên kim cương, đây là loại kim cương thật có mức độ tán sắc và độ trong suốt cao, khác hẳn với các kim cương khác. Ba vị trí 3, 6 và 9 giờ được thay thế bằng những cây số mạ vàng. Sắc vàng thường được lòng phái đẹp bởi nó không chỉ làm tôn lên nét kiêu sa quý phái mà còn khiến cho sản phẩm luôn luôn tỏa sáng lung linh. Tại vị trí 12 giờ là một đóa hoa nở rộ với phần lộ cơ và trên kính hiện ra qua các cánh hoa. Để điêu khắc được một bông hoa trên nền số thì mức độ khó gần như là tuyệt đối nên đòi hỏi những người thợ phải kinh nghiệm lâu đời và tay nghề cao. Chúng ta sẽ có đường kính mặt số là 35 dày 11mm, mặt kính được hoàn thiện từ chất liệu sapphire là loại kính chống sức tốt và khả năng chống nước của mẫu đồng hồ là 5 ATM. Mẫu đồng hồ thứ 7 là Calvin Klein K2G23148 với mức giá là 7.090.000 đồng. Những cô nàng đam mê thời trang thì chắc hẳn là không thể bỏ qua thương hiệu Calvin Klein, hãng đồng hồ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Tôn chỉ của thương hiệu này là đơn giản tối đa, độc đáo tối đa, sẽ rất là phù hợp với những ai theo đuổi phong cách minimalist. Đi vào chi tiết thiết kế thì mẫu đồng hồ này có mã số được thiết kế theo phong cách tối giản, không nhiều chi tiết riêng ra, không nổi bật về màu sắc hay là đinh đá nhưng đồng hồ vẫn tạo cho mình được một nét thu hút riêng. Niềm được bao tròn cùng với nền trắng tạo nét trang nhã nhẹ nhàng, kim chỉ và vạch số mỏng được mạ bạc. Đây là một tông màu chủ đạo của thiết kế, vì thế nó tạo nên một tổng thể thống nhất từ mặt số cho đến dây đeo. Chúng ta sẽ có một đường kính mặt số là 30.9mm và dày 7.05mm, kích thước khá là thon gọn cho những cô nàng có cổ tay nhỏ. Chất liệu được dùng nhiều nhất hiện nay trong mặt kính và cũng được Calvin Klein trang bị đó chính là Mineral Crystal với khả năng chống nước là 3 ATM. Ở vị trí thứ 8 là Citizen EW25385D với mức giá là 8.900.000 đồng. Một mẫu đồng hồ sẽ hơi khác khi mà sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời EcoDry độc quyền của nhà Citizen. Chi tiết về thiết kế thì đây là một phiên bản sang trọng với 10 viên pha lê đính trên nền mã số size 30, chưa kể còn được khảm sa cừ cùng với tông màu vàng đồng của dây đeo làm cho mẫu đồng hồ càng thêm nổi bật, mang lại sự quý phái dành cho phái đẹp. Ở vị trí góc 3 giờ là ô lịch ngày tiện dụng, mặt kính sử dụng chất liệu kính cứng có thể đánh bóng khi mà bị chảy xước. Dây đeo và khung niềng được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, chúng ta sẽ có khả năng chống nước là 5 ATM, một mức khá tốt khi mà so với mặt bằng các sản phẩm đồng hồ nữ hiện nay. Ở vị trí thứ 9 là Tissot T050-2071-11-04 với mức giá là 21.940.000 đồng, mang đến một thiết kế phủ bạc tạo cảm giác sang trọng cho các quý cô. Mọi khắc họa trên mặt số đều đơn giản nhưng riêng tại vị trí 12 giờ thì có thêm sự xuất hiện của một bông hoa rỗng. Đây được xem là sự tinh tế của nhà sản xuất, không để lộ cơ đơn điệu mà trang trí chúng bằng cách điêu khắc một đóa hoa. Các vạch số còn lại được thiết kế theo kiểu đinh tán nhỏ với đường kính mặt số là 35 dày 9.35mm cùng với tông màu bạc sẽ dễ dàng mang và phù hợp với các dáng cổ tay khác nhau. Với cái giá không phải rẻ thì những nguyên vật liệu sử dụng cho mặt đồng hồ cũng thuộc hàng cao cấp. Điển hình là lớp kính sapphire chống trầy chỉ thu kim cương, phần niềng cũng chắc chắn không kém khi được làm từ thép không gỉ 316L. Một điểm nhấn ấn tượng nữa ở mẫu đồng hồ này đó chính là khả năng chữ cót lên tới 80 giờ, cao hơn gần như là gấp đôi so với các mẫu đồng hồ thông thường. Và mẫu đồng hồ cuối cùng là Saga 71825 SVM SV5
với mức giá là 6.384.000 đồng. Đây là một sản phẩm thuộc dòng Saga Charm. Với tín đồ thời trang thì vòng Charm không hẳn còn quá xa lạ trong những năm gần đây, nhưng đồng hồ Charm lại hiếm có trên thị trường. Mẫu đồng hồ này còn đặc biệt khi mà mặt đồng hồ trái tim được khảm sa cừ với thiết kế là ba kim đơn giản chỉ chung dành cho phái đẹp. Đường kính mã số là 24mm, sử dụng chất liệu kính cứng và thép không gỉ. Một điểm đốn tim các cô nàng ở đây là hàng loạt các viên pha lê Swarovski với nhiều màu sắc khác nhau, đi như là màn trình diễn ánh sáng thu nhỏ của thương hiệu Swarovski và Saga vậy. Khi vai trò như một phụ kiện trang sức thì đây thực sự là một món quà không thể bỏ qua dành cho các cô nàng. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì các bạn đã lựa chọn cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý làm món quà dành tặng cho người thương của mình. Và nhân đây thì mình cũng xin kính chúc tất cả các chị em phụ nữ chúng ta sẽ có một 20 tháng 10 thật là vui vẻ này, luôn tươi trẻ và thành công nhé. Còn đừng quên like và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hà Chiêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.